16. Công nguyên năm 649, tháng 5 năm 23, Thái Tông chứng quan. Thái Tông bệnh nặng. Huyền Trang ở trong cung bên cạnh Thái Tông giảng Phật pháp và kể những việc ở Ấn Độ. Ngày 26 tháng 7 năm đó, Thái Tông mất ở Hàng Phong Điện, hưởng thọ 53 tuổi. Phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng, thánh thượng, trẫm tiếc là quen khanh quá muộn, không thể đại hưng Phật giáo được. Phụ hoàng, thánh thượng, A Di Đà Phật, phụ hoàng. Công nguyên tháng 7 năm 649, đường Cao Tông Lý Trị kế vị, đổi là năm Vĩnh Di Nguyên. Huyền Trang 50 tuổi. Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Bình thân. Ý trẫm đã quyết, chiến tranh liều đồng, điều dưỡng sinh sôi, để mở rộng ngôn lộ. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá Diệt Quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ đại tỳ kheo tăng, thi nhị bá ngũ thập nhân câu. Thưa Pháp Sư, câu này có nghĩa là gì vậy? Ngài giảng cho ta nghe đi, được không? Ý của đoạn này là... Ủa? Huyền Trang Pháp Sư. Không biết công công đến, không ra nghênh tiếp, thứ tội. Thứ tội. Kinh đọc Pháp Sư là tội bốn công. Đại sư mời ngồi. Mời. Công công lần này đến, không biết có gì chỉ giáo. Không lẽ Pháp Sư vẫn chưa có nhìn ra đương kim Hoàng thượng tín Phật, hưng Phật đều là chủ ý của Hoàng hậu sao? Hoàng thượng là con cháu họ Lý, tôn sùng di giáo của Thái Tổ. Lão Tử là tổ tông của Hoàng đế. Danh vị của đạo là ở trước Phật ở sau, đến nay là Phật trước đạo sau, ngoài Thái Hậu ra còn trông cậy được ai? Hoàng hậu thiện căn tự thành, có lẽ có thể đại hưng được Phật sự. Bệ hạ và Hoàng hậu tối nay có việc mời ngài, Xa Giá đang ở ngoài cửa Phương Lâm. Bổn công đón ngài đi cung Đại Minh, ta cũng tín Phật, lời nói lúc nãy chúng ta hiểu rõ lòng nhau rồi đúng không? Hoàng thượng gọi tới gọi lui, làm trễ nại việc dịch kinh, quả thật đau lòng. Không theo quốc chủ, pháp sự khó thành đó. Pháp sư, mời đi thôi. Mời. Thank you.
Ê, ván cờ này ta lại bị thua nữa rồi. Bệ hạ luôn dựa hết ván này đến ván khác, liên tục năm ván đều thua thiếp rồi. Ngài không sợ các cung nữ nhìn thấy sao? Cười ngài sủng ái thiếp đó. Ở trong cung này sủng ái nàng chính là niềm vui của ta đó. Tay bệ hạ dính đầy son phấn cả rồi, như vậy càng bất lợi khi chúng ta chơi cờ. Đứa con thứ bảy sắp vào đời rồi. Bệ hạ, thần thiếp vô cùng cảm ơn Thích Ca Mâu Ni, năm đó chính là thái tử. Ái khanh thật là biết nói chuyện. Con mà nàng sinh ra trẫm đều yêu quý cả. Trẫm đã phế Lý Trung, đã lập Hoằng Nhi làm thái tử, con sang chính là nhờ mẹ đó. Bệ hạ, ừ? Lập Hoằng Nhi làm thái tử cũng cho nó bái Phật, để Phật phù hộ nó. Còn phải để thần dân thiên hạ, giang võ bá quan đều biết đến việc này. Sự việc trọng đại như vậy, ta chỉ sợ bệ hạ nhút nhát sợ việc, do dự không dám quyết. Đừng nói là trị quốc, ngay cả chơi cờ cũng không tốt. Nhút nhát sợ việc, do dự không dám quyết, đúng là căn bệnh của quả nhân đó. Cái gì do dự không dám quyết? Nhưng mà lần này trẫm đã quyết định rồi. Trẫm đã ra lệnh cho nội thị truyền quyền trang pháp sư đêm nay vào cung. Khải tấu thánh thượng, quyền trang pháp sư đến. Thần tăng bái kiến thánh thượng. Mời ngồi. Bệ hạ đêm khuya tương triệu, không biết có thánh vụ gì? Đó là hoàng tử thứ năm Lý Hoằng, con của trưởng võ hoàng hậu. Trẫm muốn phong làm hoàng thái tử. Việc này liên quan đến xã Tắc Đại Đường, mong nhờ Phật tổ phù hộ. Ngày mai ở chùa Đại Từ Ân trai tăng 5.000 vị, mỗi vị sẽ được ban 3 sấp giải. Đại thần văn võ toàn triều đều phải đến chùa dân hương. Việc này sẽ vất vả cho pháp sư lắm. Đại sự như vậy thần tăng nào dám chậm trễ, xin bệ hạ yên tâm. Pháp sư dịch kinh ngày đêm cực khổ, truyền bố thánh điển vạn thế lưu truyền, không biết trẫm còn có thể làm việc gì để hoằng dương Phật pháp đây. Kinh Phật quyền diệu thâm thúy, giới thiệu truyền bá là việc đương nhiên của Phật giáo. Hỗ trợ đề xướng bên ngoài phải nhờ vào hoàng thượng rồi. Giống như chiếc thuyền đi dọc biển lớn mới có thể đi được vạn dặm, dây mây bám lấy cây thông lớn mới có thể vươn cao trăm trượng. Bệ hạ hoằng dương Phật pháp cũng như vậy. Đa tạ pháp sư đã chỉ giáo. Nương nương đến. Đại pháp sư. Nương nương thiền tuế, sao có thể như vậy chứ?
Huyền Trang Pháp Sư tiếp tín Phật từ nhỏ, đã nhiều lần thỉnh giáo Pháp Sư nhờ hồng phúc bệ hạ, đệ tử nguyện quy y Phật môn. A Di Đà Phật. Nương nương mời ngồi. Thân mang hoàng tử, Sản Kỳ đến gần cầu mong phù hộ. Hoàng hậu kính Phật không phải một ngày, công đức to lớn, thần tăng biết rõ. Hoàng hậu mang thai lần này nhất định an lành vô sự. Nếu sinh ra là trai, không biết có thể cho nó xuất gia kính Phật không? À, được, được lắm. Nếu hạ sinh con trai, trẫm quyết định để nó xuất gia. Tạ bệ hạ, tạ pháp sư. Nào, đệ tử thay bệ hạ kính dâng pháp sư một chiếc cà sa. A Di Đà Phật. Tạ nương nương. Đại từ ân từ. A Di Đà Phật. Chư vị, hôm nay chúng ta bắt đầu dịch kinh Đại Bát Nhã. Bộ kinh Đại Bát Nhã dài 20 vạn tụng. Bần tăng đi đến Thiên Trúc thỉnh được kinh này, phải trải muôn ngàn cực khổ. Thỉnh được ba bộ chép bằng chữ Phạn: Chân Ái Thắng Ngũ Sanh. Kinh Phật ở Thiên Trúc được truyền tai chép lại, cho nên khó tránh khỏi có chỗ sai sót. Bần tăng đối chiếu ba quyển với nhau, cân nhắc thật kỹ, lấy cái đúng nhất để đời sau lấy làm điển chấn quốc. Chư vị mời xem, đây là bộ thứ nhất, bộ thứ hai, bộ thứ ba. Này lấy bộ thứ nhất làm chuẩn, xứ một câu đối chiếu ba bộ. Mong chư vị nỗ lực nhiều hơn, không ngại gian khổ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tận tôn sư giáo. Sư phụ, kinh văn và như vậy nhất định khá phức tạp và trùng lặp. Khi phiên dịch tại sao không thể xóa bỏ những phức tạp trùng lặp vậy? Tuyệt đối không được. Ta cũng từng nghĩ như vậy, đêm đến thì không ngủ được, hoặc là hổ dữ đến cắn, hoặc là đang gặp nguy hiểm. Đây là lời cảnh giác của Đức Phật đó. Xin nghe theo lời sư phụ dạy. Chúng ta bắt đầu đi. Dạ. Mặc niệm A Nam Thế Tôn kệ tụng trước: Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Huyền Trang từ tháng 5 năm 645 sau Công nguyên bắt đầu dịch kinh, dịch xuyên suốt cho đến khi mất, cố gắng kéo dài suốt 19 năm không ngừng nghỉ, tổng cộng dịch 74 bộ luật luận, 1.335 quyển, chiếm hơn nửa các tác phẩm đã dịch trước đây. Bẩm pháp sư, trong nội tế phòng, Dương Công Công phụng chỉ truyền rằng hoàng thượng lại được một hoàng tử, mời pháp sư lập tức vào trong cung. Ta biết rồi. Hắn vừa tới, vì dịch kinh hôm nay lại phải ngừng rồi. Thánh mệnh khó cải. Các vị đọc trước nguyên bản tiếng Phạn, ta thay các vị vào cung. Chúc mừng hoàng thượng đã được quý tử.
công nguyên năm 656, Đường Cao Tông Hiển Khánh Nguyên Niên, mùng 5 tháng 12, truyền quyền trang vào cung, xuống tóc cho hoàng tử, đặt tên Phật Quang Dương. Năm đó quyền trang 57 tuổi. Chúc mừng thánh thượng. Chúc mừng thánh thượng Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tạ Pháp Sư. A Di Đà Phật. Trẫm và hoàng hậu sẽ vào Trường An. Pháp sư hãy dẫn cao tăng đệ tử đi cùng với trẫm. Tự tăng đa tạ. Sư phụ, pháp sư. Pháp sư thức đêm dịch kinh, tổn hao sức lực. Cứ xin bệ hạ và hoàng hậu thứ tội cho. Thứ tội cái gì chứ? Mau truyền thái y điều trị ngay. Còn không mau dìu xuống đi. Dạ. Quyền Trang tinh thông Phạn Hán ngữ văn, nghiên cứu kỹ nguyên tác, lời dịch tinh túy, thái độ nghiêm túc, ý nghĩ quyết đoán, xuất ngữ thành văn. Tổng kết số lượng dịch đã gấp 8 lần 50 so với dịch gia trước đây, đưa ra nguyên tắc ngũ bất dịch.
học giả Ấn Độ Bạch Nhật Thiên, tôn ngài là một đại dịch giả vĩ đại nhất trong lịch sử văn hóa toàn nhân loại. Sư phụ à, sư phụ, người rửa mặt đi. Trời lại sáng rồi. Sư phụ, sư phụ à, hôm nay vẫn tiến hành dịch kinh chứ? Con quên hôm nay là ngày gì sao? Dương tử Phật Quang Dương trăm ngày, bệ hạ muốn sư phụ đích thân chúc phúc dương tử. Còn có 500 tăng nhân tụng kinh. Quy cơ đã chuẩn bị ổn thỏa hết chưa? Sắp xếp ổn thỏa rồi, nhưng mà đệ tử sắp xếp 150 người. Bệ hạ phong dương tử này là Phật Quang Dương, không thể xem thường. Thái giám trong cung đưa đến một vạn lượng hoàng kim, gạo 300 gánh, và võ hoàng hậu lại còn giác vàng cho Phật tổ nữa. Võ hoàng hậu rất có thiện căn, Phật trước đạo sau nên làm theo bà ấy. Nếu như Phật dương tử trưởng thành, bà còn trùng tu lại đại ưng tháp cao thêm 3 tầng. A-di-đà-phật. Thiện tai, thiện tai. A-di-đà-phật. Ta muốn nghỉ ngơi một lát. Dạ. Sư phụ đi cẩn thận nha. Sư phụ đi cẩn thận. Mấy ngày nay vất vả cho pháp sư quá. Đúng rồi. Sư phụ từ từ thôi. Hôm nay dịch kinh thuận lợi, mọi người cùng nhau đi dạo. Ai có cao kiến gì hay không có thể chỉ giao cho nhau. Dạ đúng vậy. Dạ, đúng vậy. Đúng vậy. Cẩn thận đó. Từ từ thôi sư phụ. Đệ tử muốn thỉnh giáo sư phụ một chuyện. Chuyện gì? Đệ tử suy nghĩ đã lâu mà không dám mở lời. Đệ tử Như Lai luôn tìm ngàn vạn nghi vấn, mở mang trí tuệ của mình, sao mọi người không dám mở lời chứ? Nói đi. Nói đi. Ê, sư phụ, người xem kìa. Vậy thì con xin nói. Nói đi. Nói đi. Phật giáo Ấn Độ không trực tiếp nói về chữ hiếu, cũng không nói báo ân phụ mẫu. Thích Ca Mâu Ni Phật Tổ chỉ nói về chuyển thế luân hồi, kiếp trước của ngài ở trong luân hồi vô số lần làm phụ mẫu của chúng sanh và vô số lần làm con cái của người khác. Cho nên Thích Ca Mâu Ni giảng phổ độ chúng sanh không nói có hiếu với phụ mẫu. Nửa năm trước sư phụ đến Lạc Dương, không chỉ đến thăm mộ của phụ mẫu mà còn lập bài vị. Vậy có phản bội Phật tổ, nghịch đồ phản đạo không vậy? Nè Dương Trắc, tại sao lại có thể đặt câu hỏi này để hỏi sư phụ của mình chứ? Huệ Lập, cứ để nó hỏi tiếp đi. Dạ sư phụ. Sư phụ à, con nghĩ đệ ấy không nên đặt câu hỏi đó. Thỉnh giáo sư phụ vấn đề này con. Hỏi hay lắm. Ta cũng đang muốn thảo luận đạo lý về chữ hiếu. Ta ở Thiên Trúc, tăng nhân không nói hiếu đạo. Trong kinh Phật nói, Thích Ca Mâu Ni gặp không ít người phản đối. Đây không phải cái sai của ngài. Trên thực tế, ngài kết hôn sinh con, ngài rất mực yêu con trai của mình.
người đời sau cũng rất tôn trọng ngài. Chẳng lẽ đó không phải là hiếu sao? Dạ đúng, người Ấn Độ tuy không nói hiếu nhưng mà ý nghĩa như nhau. Xem ra khả năng lĩnh ngộ của các con rất tốt hả? Sư phụ từ từ. Lúc ta mới từ Thiên Trúc trở về, theo hòa thượng dịch kinh truyền đạo. Sau đó hòa thượng triệu kiến ta ở Lạc Dương, cho ta về nhà được một chuyến thăm mộ của phụ mẫu. Ta đã trở về và ta đã xây lại mộ phần cho phụ mẫu. Vậy có xem là nghịch đạo hay không? Đây là truyền kinh thuận đạo. Thuận đạo đó. Nho giáo nói, đạo giáo nói, nếu như Phật giáo không nói thì sẽ không có cơ hội sinh tồn ở đại đường. Khi ta còn ở Ấn Độ, biên cương quan kinh đã truyền đến đại đường. Trong kinh nói đệ tử sa môn phải báo bốn ân. Một báo ân của Tam Bảo, đó là căn bản của đệ tử Phật. Hai báo ân của quốc độ, phải trang nghiêm quốc độ, phải tuân thủ pháp độ quốc gia. Ba báo ân cúng dường của chúng sanh, cần hoằng pháp lập sinh phổ độ chúng sanh. Bốn báo ân phụ mẫu. Những điều này đều có ghi chép trong kinh Đại Phương Tiện, các con có thể tìm mà tham khảo. Dạ, đệ tử đã hiểu. Nếu như con có về Tân La, nhất định kêu đệ tử sa môn trọng báo tứ ân. Trọng báo tứ ân là bài học căn bản hành thiện tích đức của đệ tử Phật. Tỳ kheo giới 250 điều, có gì lớn hơn điều này nữa? Biện Cơ là đệ tử đầu tiên ta nhận, kết quả bị chém lưng thị chúng, cũng do vô đức sống uổng một thân xác tốt đẹp và còn một bụng thông minh nữa. Tâm sinh vạn niệm, thiện sinh từ tâm, ác cũng từ tâm sinh. Người xuất gia giữ giới phải giữ mình trong sạch, nếu như có gì sơ sót thì vạn kiếp không phục hồi. Sư phụ à, người xem Đại Ưng Tháp. Đó là nhà của chúng ta. Quy Cơ Viên Trắc kiểm tra lại các vật thanh thượng ban tặng, trừ đi chi phí làm pháp sự và chi phí trong chùa dồn ra, đều chia cho chúng tăng và bố thí người nghèo. Sư phụ à, đệ tử có lời từ lâu không dám nói. Tuy không dám nói nhưng không nói thì không vui. Nói đi. Nếu đã vậy chỉ bằng nói ra cho xong. Sư phụ được triều đình ban thưởng, trước nay chưa từng giữ lại văn tiền nào. Các vật phẩm đem từ Ấn Độ về, người cũng đem chia cho các chùa. Chẳng lẽ sư phụ không nghĩ sau này lỡ khi cấp bách cần thì sao? Sư phụ nhận hơn ngàn đệ tử và đều là hậu nhân Phật giáo, chẳng lẽ ngài... Đừng nói nữa, ta hiểu rồi. Quy Cơ, Viên Trắc. Dạ. Hai con nói lời, Huệ Lạc nói có lý hay không? Đệ tử tuân lệnh sư phụ, bảo gan nói. Sư huynh, sư đệ đắc tội rồi. Nói đi. Con nghĩ theo giới luật sa môn, không giữ châu báu của cải là muốn giải thoát lòng tham trần tục. Tục ngữ nói tiền tài động lòng tham, người động lòng tham sẽ tham lam.
có lòng tham, tâm không tịnh. Tâm không tịnh, Phật tính sẽ mất. Phật tính mất, nghiệp duyên khơi dậy. Có nghiệp duyên sẽ rơi vào luân hồi. Diện cắt, con cũng nói xem. Dạ sư phụ, đệ tử nghĩ vật chất rất cần cho sự sống, không thể không có. Nhưng tiền tài dùng vào Phật sự, sư huynh cho rằng giữ vật chất là gì? Là gì để cho lúc cần. Nào ngờ để tiền tài thì sẽ sinh ra lòng tham, lòng tham quá lớn, càng lại muốn giữ nhiều, như vậy sẽ sinh lòng thô lỗ. Trong đệ tử hoặc là người bất hiếu sẽ sinh ác niệm. Tích tài cũng tức là tích họa. Đệ tử cho rằng điều này phải cần nên giữ giới. Huệ Lập. Dạ. Con nghĩ bọn họ nói có đúng không? Điều này từ nhỏ phụ mẫu sư phụ đã mất, sư phụ từ nhỏ chịu khổ, quy y cửa Phật chỉ có một cái bát thôi, nhập thục xuất xuyên đi khắp cửu châu, sau đó đi đến Ấn Độ 17 năm. Mười mấy năm nay chỉ có cái bát tùy thân, không một văn tiền. Chúng nhân luôn muốn giữ tiền tài và muốn quyền trang một lòng hướng Phật. Chúng ta đều nhờ chúng sanh cúng dường, làm sao không dám tận tâm tận lực. Hư độ thôn âm, có lòng tạp niệm, vạn kiếp không phục hồi. Với lại tiền bao nhiêu là nhiều, bao nhiêu là ít? Sư phụ, đệ tử chỉ nhìn từ thực tế thôi. Sa môn nhiều lần gặp nạn kiếp, đệ tử mới có ý nghĩ này. Đúng vậy. Sư phụ không kể ngày đêm, cũng chính vì điều này. Phật pháp hưng thì cúng dường không ít, Phật pháp không hưng, tiền tài có ích lợi gì? Huệ Lập, con đã hiểu chưa? A Di Đà Phật. Đệ tử hồ đồ. Đệ tử hồ đồ. Hạ quan không kịp nên tiếp, khẩn xin thứ tội. A Di Đà Phật, đây là Lý Đoàn Yên Sư nguyện lệnh. Đứng dậy đi. Mời. A Di Đà Phật, xin mời. Chúc mừng truyền quan thượng khẩu vụ. Xin công công minh thị. Yên sư nguyện nhân tài đức linh, xuất hiện một cao tăng kiệt xuất trong đạo Phật, quyền trang ở Ấn Độ, mọi người không nỡ để ngài trở về. Từ Thái Tông gia đến đương kim hoàng thượng đều xem ngài như bảo bối, khiến thể diện của Yên sư nguyện cũng tăng lên không ít. Tạ chủ lòng ân. Đứng dậy. Lần này thật là tuyệt vời. Hoàng tử của Võ Hoàng hậu ra đời, Dạng Tuế gia cho hoàng tử xuất gia, được pháp sư chúc phúc.
còn đích thân pháp sư cạo đầu. Thánh thượng phong hoàng tử là Phật Quang Dương, bái Huyền Trang pháp sư làm sư phụ. Con nghe rõ hay chưa? Huyền Trang pháp sư là sư phụ của Phật Quang Dương. Để pháp sư Quang Tông Diệu Tổ, Vạn Tuế Thánh Dụ, Yên Sư Huyện chúng ta làm ba chuyện đại sự. Đại sư yên tâm, đừng nói ba chuyện, 30 chuyện hay 300 chuyện, hạ quan cũng tuân mệnh làm theo, không dám có chút sơ sót. Chỉ có 3 chuyện. Dạ, nghe lời đại sư chỉ giáo. Thứ nhất, tiền triều Dương Quảng dùng túng vũ văn hóa thành ép chết phụ mẫu sư phụ, chôn ở núi rừng hoang dã. Này muốn chọn nơi phong thủy tốt, xây lại mộ phần mới. Dạ. Thứ hai, tổ tiên pháp sư là dòng dõi nhà quan, cho nên cần xây mới lại nhà cửa. Thứ ba, cần phải dán cáo thị cho người đi tìm. Đi tìm đời sau của Trần gia trở về. Đại sư yên tâm, hạ quan sẽ cố gắng hết sức, có điều chi phí hơi cao. Nè, triều đình cung cấp tất cả chi phí. Nói không chừng nhà môn của ông cũng cần phải sửa sang lại đó. Đa tạ thánh tượng ân điển, đa tạ công đức đại sư. Đứng dậy đi. Đứng dậy, đứng dậy. Công đức cái gì chứ, hả? Trước mắt sửa lại mộ phần, 3 tháng sau pháp sư về bái tổ. Người đến còn có cao tăng của Nhật Bổn, Ấn Độ và nước Tân La. Lúc đó hoàng thượng của Hưng Thiện Tự, tăng nhân của Thiếu Lâm Tự đều đến tham quan quê hương của chúng ta. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Nguyện thay già, mọi người đi đường mệt mỏi cả ngày, bụng này cũng nên thiện tai, thiện tai rồi. Nói rất phải, nói rất phải. Tuy chức đã sớm chuẩn bị đồ chai và tiệc rượu để tẩy trần cho công công và đại sư đó. Xin mời. Mời. Mời, xin mời. Xin mời. Mời ngài. Mời ngài. A Di Đà Phật. Ngồi xuống hết đi. A Di Đà Phật. Công nguyên năm 657, Đường Cao Tông hiển khánh 2 năm, Huyền Trang 58 tuổi. Huyền Trang nhiều lần xin lên Thiếu Lâm Tự nhưng không được. Huyền Trang muốn thoát khỏi xã giao triều đình, toàn tâm dịch kinh, vô cùng phiền muộn. Lúc đó, ngoài dịch kinh ra, ngài còn hoàn thành bộ Đại Đường Tây Dực Ký và đem Hán Văn Đại Thừa Khởi Tín Luận dịch ra Phạn Văn, dịch Lão Tử ra Phạn Văn, giao lưu với Ấn Độ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô
nhau.